Chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về cặp bò mới nhá. Hàng Barbie ghê nái rất là đẹp luôn. Này, con này thì là bò đẻ lứa đầu tiên nhá. À, nhưng mà nó thuộc về hàng rất là tầm đại luôn. Đây, em quay chi tiết để các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng Barbie ghê nái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhá. Đây, con mẹ của nó này. Con này thì chiều cao nó rơi tầm cửa gần 1m4 nhá. Đấy, lối rất là cao, trường dài, đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì nhá. Đây, quang quấy này, chuẩn hết này. Đấy, bốn vú này, rất to, màu sữa đẹp. Đấy, chân móng của nó nhá. Đấy, móng sò rất đẹp luôn. Con này của nó thì sữa rất là đẳng cấp luôn. Cặp bò này gia đình chuyên đi chăn thả nhé. Này, em quay chi tiết để các bác xem này. Đấy, mông rất là to luôn, mông đẹp. Đây còn con nữa. Con này là được 2 tháng 20 ngày nhé. Đấy, rất là đẳng cấp luôn, cao dài. Con mẹ nó to nhưng con nó rất là đẹp luôn. Đấy, nó thuộc về hàng tầm đại nha các bác nhé. Đấy, con mới được 2 tháng 20 ngày nhưng mà nó rất là đại ca luôn. Vì con này là bắn tinh rất là chuẩn. Đấy, mua những cặp bò như này thì rất là yên tâm luôn, vì nó đẻ một lứa rồi các bác nhé. Đấy, con mẹ là bắn tinh là được 24 ngày qua chu kỳ nhé, rất đẹp luôn. Đây, con cao trường dài. Đấy, riêng cái dòng này nay mai các bác nuôi thì rất là nhanh lớn luôn. Đấy, bây giờ bắt đầu mới đổi lông. Mọi gia đình nói là 2 tháng 15 ngày. Đấy, chuẩn. Đấy, rất là tây con, cao dài như cái thuyền luôn. Đấy, con này là đã bắn tinh là được 24 ngày nhá. Đấy, lối rất đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Bác nào mà yêu thích hàng Barbie ghê nái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cả bò này nhé. Đấy, con nó này. Đấy, mới gần tháng nhưng mà nó rất là to này. Nó tầm gần 70 cân cạo. Đấy, con mẹ nó tầm trên 4 tạ nhé. Con mẹ tầm 4 tạ rưỡi hơi. Lối rất là đẳng cấp luôn. Đấy, đầu mặt này, chân móng luôn. Đấy, quá chất lượng đỉnh cao luôn nhá. Những cặp bò như này về các bác nuôi thì rất là yên tâm luôn. Mình nhìn đến cả mẹ con là biết nước sữa của nó như nào, và nó đẻ rất là chuẩn luôn nhá. Đấy, cao trường dài. Đấy, em phải đứng rất là xa mà quay hết nó này. Cặp bò này thực sự rất là đẳng cấp luôn này, các bác ạ. Em quay lại các bác nhìn một lần nữa này. Đây con nó nhá. Ba vị xịn. Đấy, mông to, cao dài. Đấy, con mẹ này, đầu mặt này, kể cả quang quái đều chuẩn hết nhá, không một lỗi gì luôn. Đấy, là bác nào mà tuyển mà hàng mà kể cả quang quái đều chuẩn luôn. Đấy, hàng rất là đỉnh cao luôn. Đây, đây là cái nhìn cái bầu sữa của nó này. Đấy, rất là to đẹp. Chân móng thì móng sò nhá, bốn móng rất đẹp luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, mua những cặp bò như này về các bác gây lái thì quá yên tâm luôn. Đây, mông to háng rộng. Những con này thì nó đẻ rồi cho nên là về các bác nuôi thì khỏi phải suy nghĩ luôn, quá chuẩn luôn. Đây con cặp bò rất là đẳng cấp luôn, đẹp long lanh luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng Barbie ghê nái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này. Cặp bò này có giá là bằng 51 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng Barbie ghê nái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhé.
Đấy, rất là đẹp long lanh luôn. Quá chất lượng đỉnh cao luôn nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. 51 triệu bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. À, con con nó rất là cao dài. Con mẹ nó cao dài, con nó cao dài, tinh rất là chuẩn nhá. Dòng này cực kỳ nhanh lớn luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lên đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cả bò này nhé. Đấy, giá rất hợp lý luôn, 51 triệu. Đấy, các bác xem thì nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất từ kênh của Phương Bò nhé, để mua được những cặp bò giống đẹp đẳng cấp về để chăn nuôi nhé các bác nhé. Đấy, những cặp bò như này về các bác chăn thì nhìn đã sướng rồi. Cao dài, đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì luôn nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng lái lên 3B đẹp thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhé. Đấy, mua những cặp bò nói các bác là mình nhiều bác thì là hút vào nửa đầu mới nó kia, thì mua những cặp bò này để đã đẻ rồi rất yên tâm. Đấy, con mẹ bắn tinh là được 24 ngày qua chu kỳ, rất là đẹp luôn. Đấy, càng ngắm càng thích luôn. Con mẹ lối rất là cao trưởng dài, nên là về các bác nuôi thì nó đẻ con ra quá chất lượng luôn nhé. Đấy, cặp bò này rất là dễ chăn, thì gia đình người ta chuyên đi chăn thả cho nên là rất là thích luôn. Đẹp long lanh luôn nhé. Bác nào mà yêu thích hàng bao bì lái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này, rất là ưng ý luôn, đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, rất chất lượng luôn. Chào các bác.